Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Tỉnh Quảng Nam là một vùng đất điển hình, từ tự nhiên cho đến văn hóa của miền duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây đại diện cho lối sống truyền thống, khiến nhiều du khách mong muốn được trải nghiệm. Bạn đã từng ghé thăm vùng đất tuyệt vời này hay chưa? Nếu rồi, thì liệu bạn có biết đến những điều chấn động như đóng bảo hiểm cho bò, cho thằng tài sờ ngực để may mắn? Hay là người đàn ông 28 tuổi đã làm ông nội? Hãy cùng với Thế Giới Hôm Nay khám phá 15 điều độc lạ Quảng Nam có gì mà khiến thế giới phải sốc nặng nhé! Ôm sát vợ ngủ. Một người chồng hết mực yêu thương vợ thì hẳn là ai cũng ao ước. Nhưng yêu đến mức ôm sát vợ ngủ suốt 20 năm trời thì nhiều người cũng phải bỏ chạy. Đó là trường hợp của người đàn ông sống ở Quảng Nam vì quá nhớ nhung và không chấp nhận được cái chết của vợ. Ông đã cuốc đất đào mộ, đem hài cốt của vợ mình bỏ vào một pho tượng thạch cao do chính ông đắp. Bức tượng có kích cỡ và đầy đủ các bộ phận như con người. Ông còn mặc quần áo, trang điểm, sơn móng tay và đặt nó nằm trên giường. Hàng đêm, ông ôm ấp như ôm vợ của mình. Đóng bảo hiểm cho bò. Bảo hiểm y tế hay bảo hiểm tai nạn ngày nay là nhu cầu cần thiết của người người, nhà nhà. Thế nhưng điều độc lạ ở đây là Quảng Nam còn có một loại bảo hiểm thiết yếu nữa, đó là bảo hiểm cho bò. Cũng như con người, bò đóng bảo hiểm sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, thậm chí sẽ được đền bù thiệt hại nếu chẳng may một chú bò nào đó qua đời. Có nhiều gói bảo hiểm dành cho những loại bò khác nhau, từ bò nái đến bò đực, tùy trọng lượng, mức giá từ 300 cho đến 700 nghìn đồng một gói. Cho thần tài sờ ngực để may mắn. Những người kinh doanh buôn bán ở Hội An, không ai là không biết đến tục lệ cho thần tài hưởng nhụ hoa gái trẻ vào trước mỗi buổi sáng mở hàng. Cụ thể, mỗi cửa hàng sẽ có một cô nhân viên bán hàng hoặc quản lý. Trước khi mở cửa đón khách, sẽ dâng hương, rồi áp mặt tượng thần tài vào phần ngực tròn của mình và cọ sát qua lại vài lần. Hầu hết người kinh doanh đều tin việc làm này sẽ giúp cửa hàng buôn may bán đắt vì được thần tài phù trợ. Tục lệ này có thể gây sốc với nhiều người không biết, nhưng nó đã là một tín ngưỡng rất lâu đời ở Hội An rồi. Tre khổng lồ. Cây tre trăm đốt như được bước ra từ truyện cổ tích nằm ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Dù không hẳn là trăm đốt tre, nhưng loại tre này to gấp 4, 5 lần tre bình thường. Người dân nơi đây xem loài tre khổng lồ này như báu vật, quý đến nỗi không muốn cho người lạ biết về chúng. Tre khổng lồ cho tới nay chỉ duy nhất xuất hiện ở Quảng Nam. Để chiêm ngắm chúng không phải chuyện dễ, vì có hỏi cũng chưa chắc được người dân chỉ đâu. 11. Món ăn từ cây xương rồng. Nói đến cây xương rồng, tất cả chúng ta đều nghĩ đó là loại cây gai góc, chạm vào còn khó, huống hồ chi là ăn. Không biết nơi bạn ở như thế nào, chứ ở Quảng Nam, xương rồng được xem là nguyên liệu để tạo ra những món ăn đặc sản, đặc biệt là những món trong bữa cơm hàng ngày, từ món luộc, món xào cho đến món canh, trộn gỏi, món gì từ xương rồng cũng cân được. Bên cạnh hương vị độc đáo thì xương rồng còn đem lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, như làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, chống ung thư, chữa bệnh tiểu đường. Nếu đến Quảng Nam thì bạn nên thử một lần ăn cơm cùng xương rồng nhé. 10. Tộc người lùn. Nếu bạn đang cảm thấy tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình thì sau khi biết đến hoàn cảnh của gia đình này, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Gia đình ông Quân ở Quảng Nam, bốn đời đều không thoát được kiếp lùn. Vì người nào người nấy đều thấp lè tè, nên các vật dụng trong nhà từ bàn ghế, giường tủ cũng phải cưa bớt cho thấp theo. Nghe lời căn dặn của cha, các con ông cố kiếm người cao để kết hôn, quyết tâm phải cải tạo giống nòi. Nhưng rồi những đứa cháu cuối cùng cũng chỉ cao chưa tới 1,5 m. 9. Người rắn.
gia đình hai cha con được mệnh danh là người ráng ở Quảng Nam là một hoàn cảnh rất đáng thương. Hội chứng toàn thân nổi vảy, da nứt nẻ khắp người và lột ra như ránh được di truyền từ người cha sang cậu con trai. Người vợ mắc tâm bệnh mà mất sớm nên hai cha con dù bệnh tật nhưng vẫn cố gắng đùm bọc nhau mà sống. Cuộc sống của hai cha con người ráng này gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi trái gió trở trời là da lập tức bị lở, nứt nẻ, tay chân thì co rúm lại đến mức không thể lao động nặng, mà chủ yếu sống nhờ vào sự giúp đỡ từ mạnh thường quân và địa phương. Tám, làng có chân. Khu vực ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thường xuyên là tâm bão của miền Trung, nên nơi đây hàng năm phải đối diện với vài chục cơn bão gây ngập lụt nặng nề. Thế nhưng những ngôi làng nơi đây không còn sợ bão lũ nữa, vì đây là những ngôi làng có chân. Nếu lũ lụt tràn đến thì đồ đạc trong nhà, kể cả kho củi, chuồng gia cầm cũng khô ráo mà không lo bị cuốn đi. Móng nhà nào cũng được xây cao, cách mặt đất một khoảng lớn. Người dân chuẩn bị sợi dây kéo buộc quanh các đồ vật, phòng trường hợp nước dâng quá cao thì sẽ kéo dây cho đồ vật bay lên. Ngôi làng nhờ có chân mà khi bão lũ đến không còn gây thiệt hại nặng nề như trước nữa. 7. Dị nhân không ngủ. Ông Thái Ngọc đến từ Quảng Nam từng thu hút truyền thông trên khắp thế giới vì khả năng 50 năm không ngủ của mình. Sau một đêm thức trắng ở độ tuổi 30, ông bỗng dưng không thèm ngủ nữa. Có cố nhắm mắt hay mượn rượu đưa vào giấc ngủ cũng đều thất bại. Thế là ông trải qua hơn nửa cuộc đời thức trắng, nhưng lạ là đến nay đã 80 tuổi mà ông vẫn mạnh khỏe, dẻo dai, vẫn cuốc đất làm đồng mỗi ngày. Người đàn ông siêu phàm này đã đi vào lịch sử ngành y khoa như một bí ẩn mà đến nay vẫn chưa ai giải mã được. 6. Thanh Anh như ý. Nhắc đến các thanh anh hot trên mạng, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chú Ba, chủ kênh ẩm thực đồng quê, ăn 6 ký phở trong 30 phút, hay là Dương Cư Vlog, ăn trọn tảng mỡ không da không thịt, nặng 2,5kg. Đặc biệt phải kể đến Nga Sumo, chiến thần hủy diệt mọi loại đồ ăn thức uống. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ phải chào thua trước thanh anh Như Ý đến từ Quảng Nam. Mỗi ngày, Như Ý có thể ăn 7kg bún, hoặc mì, 20 ổ bánh mì hay 30 chiếc bánh xèo. Đặc biệt, cô rất thích ăn đồ béo và nhiều dầu mỡ. Sau mỗi bữa ăn, con có thể uống từ 6 đến 10 lít nước. Dù ăn nhiều như vậy, nhưng kỳ lạ là cô chỉ nặng 27kg. Mình da bọc xương, gương mặt nhăn nheo như bà lão dù mới 30 tuổi. Nguyên nhân là do cứ hệ ăn xong tầm 1 tiếng là cô sẽ nôn ra hết đồ ăn thức uống vừa đưa vào người. Cứ ăn rồi sẽ lại nôn, nên lượng thức ăn hấp thụ được thực tế không có bao nhiêu. 5. Bàn hiểu ý nghĩ con người. Một chiếc bàn cổ hơn 200 tuổi ở Quảng Nam được đồn đoán rằng nó có thể hiểu được ý nghĩ của con người. Cụ thể là chỉ còn vài người khẽ xoay bàn tay đặt lên trên bàn. Sau vài 3 phút, chiếc bàn sẽ dẫn trở mình và tự động xoay. Nếu muốn bàn xoay theo chiều kim đồng hồ thì đặt úp lòng bàn tay. Ngược lại, nếu muốn bàn xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ thì đặt ngửa lòng bàn tay. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết được ai là nghệ nhân chế tác, cũng như bí kíp để chế tác ra chiếc bàn thần kỳ này. 4. Bí ẩn mộ dày. Truyền thuyết của ngôi mộ cổ thường được gọi là mộ dày, được người dân lưu truyền từ đời này sang đời khác, xoay quanh câu chuyện về người đạo sĩ tên Nguyễn Đức Lánh, hay còn gọi là Thầy Lánh, người đã có công giúp dân đánh đuổi quân gian ác, xây dựng quê hương. Sở dĩ gọi là mộ dày vì chiếc giày của Thầy Lánh đánh rơi đã được người dân đem về chôn cất. Chiếc giày ấy bị rơi trong lúc thầy cưỡi rồng về phương Nam để tránh buổi xử tội của triều đình, do đã giúp dân làng chống lại sự áp bức của triều đình. Cho đến nay, ngôi mộ vẫn được địa phương bảo vệ và hương khói đều đặn như một cách tỏ lòng biết ơn. 3. Ông nội trẻ nhất Việt Nam. Các bạn có tin rằng ở độ tuổi 28, chàng trai ở Quảng Nam này đã có thể thăng đến chức ông nội
mà hoàn toàn không hề vi phạm pháp luật không? Nghe có vẻ hơi lú, nhưng mọi thứ đều hoàn toàn hợp lý. Theo hiến pháp và pháp luật, vậy mà ông nội 28 tuổi vậy, ông nội có nghĩ mình là có vi phạm gì không nội? Dạ không. Bởi vì đây là ông nội dượng, tức là chồng sau của bà nội. Bà nội lớn hơn ông nội dượng 10 tuổi. Năm 18 tuổi bà lấy chồng và sinh con đầu lòng. Rồi người con đó đến năm 20 tuổi thì lấy vợ sinh con. Đến nay cháu nội của cả hai người đã được 1 tuổi rưỡi. Suy đi tính lại thì câu chuyện này không những logic mà còn hoàn toàn hợp pháp. Hai, nghề đãi vàng. Huyện Phước Sơn được xem là thủ phủ vàng của tỉnh Quảng Nam, nơi đây có trữ lượng vàng lớn thứ hai cả nước. Chính vì vậy, nghề đãi vàng dường như là một công việc chủ yếu của người dân nơi đây. Mỗi khi gặp dịp nước hồ cạn, bình thường thì họ làm nương rẫy, tới dịp thì kéo nhau ra hồ thủy điện đãi vàng. Công việc này không hề nhàn nhã, ngược lại rất cực, vì phải dầm mưa dãi nắng nửa ngày trời, lưng kho mỏi, tay chân phòng rộp do ngâm nước. Vậy mà mỗi buổi chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, chỉ đủ sống qua ngày. Một, rượu trading. Đây là loại rượu được người Cơ Tu lấy từ ngọn cây trading trên núi và được coi là thứ rượu trời. Khác hẳn những loại rượu thông thường, rượu trading không phải chưng cất từ men với gạo mà được chiết xuất từ những giọt nhựa quý của cây trading. Để nước từ cây thành rượu, người Cơ Tu lấy vỏ cây chuồng, lột ra phơi khô và ngâm vào ống đựng nước trading. Dung dịch sẽ lên men. Loại rượu này có vị thơm giống như sâm panh, hơi chát khiến đầu lưỡi tê tê. Phụ nữ và trẻ con thường uống nước vừa lấy từ cây trading. Nó có vị ngọt liệm và thơm ngon y như vị đường thốt nốt. Nếu có dịp đến vùng cao biên giới Tây Giang của tỉnh Quảng Nam thì các bạn nên thưởng thức đặc sản này. 3. Bạn cảm thấy ấn tượng với điều độc lạ nào ở Quảng Nam nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng biết nhé! Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh để cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá thêm nhiều điều thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!